Bình Hà Giang xin kính chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Mọi người ơi, hôm nay thì mình lại đi vào trong xóm đưa anh Vừa Mỹ Lử ra đây để mua bát đúa nhá. Thì hồi trước thì mình cũng đi vào nhà của anh Vừa Mỹ Lử sửa nhà cũng như là đi quay rất là nhiều video rồi. Nên là cũng có anh chị ở bên Mỹ cũng rất thương gia đình, đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình nhé mọi người. Nên là anh chị giấu tên bên Mỹ có gửi được chút tiền để cho mình mua bát đũa và nồi son cho gia đình anh Lử nhá. Thì bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu đi để mua được hai cái nồi nhé mọi người, để một cái nấu cơm, một cái nấu canh. Thì anh Lử đang đứng ở đây nhá. Và một tí xém lấy bát nữa, mua bát và mua đũa để gia đình có được dùng. Gia đình thì rất là đông người nhá, có 5 cháu cơ, nên là chắc là phải mua lại bát. Con lại bát nào nhỉ anh Lửa, anh thích loại nào? Anh để đấy đi. Anh để đây xong là anh vào đây xem. Anh thích loại nào thì anh cứ lấy nhá. Anh Lử thì không biết nói tiếng Kinh. Lấy bát con à chị ơi. Vâng. Anh nhảy chó bây giờ, ớt tới phiền thằng Nga là chó. Thì anh Lử không biết nói tiếng Mùa không nhá, quý cô bác ạ. Đây bát con đấy, bát chàng này này. Bát này là một giây là bao nhiêu tiền? Một giây là 40.000 một chỗ. Vâng. Cái 20.000. Thế là ừ, sao tao cho nên giống cao à? Bát này mới đẹp hơn. Thế là mua 2 dây bát nữa. À, chị ơi, chị lấy cho em đũa. Lấy đúng không? Lấy một bó này được. Bó đi. Bó thôi. Gia đình cũng ít người thôi mà. Lấy kia đấy chị, kia có. Kia có. Con như này nhá. Vâng, con này. Cái điên đi hảo, cho đĩa lò thế là. Nên nó cả một mống ở cho đĩa lò. Thì to thôi chị ạ. Thì bé thì vâng. Lấy mấy cái? Lấy 10 cái đi. Người vùng cao thì lại ăn quen hết thì to rồi. Thì bé lại không được. Mấy đĩa nhựa nhá. Đĩa nhựa cũng được. Đĩa nhựa nó bền hơn. Lấy cho 10, cho khoảng 10 cái đi. Đĩa này bao nhiêu tiền đấy chị? Một cái. Đĩa này chị lấy em 4.000. 4.000 một cái. 10 cái. Vâng. Mời cái chém. Cái xuyến. Thì anh em cũng mua được khá là nhiều đồ đó nhá mọi người ạ. Thì chắc là sẽ mua một thùng mì tôm cho anh Lử nhá, để gia đình các cháu có được ăn. Tất cả tính ra nó là vào 715.000. 715. Thì em 700. Còn như cái này là chị bớt hết rồi, chị cộng vào rồi. Đấy. Chị bớt một tí đi chị. Chị bớt hết cho em rồi. Cái so này là chị bớt hết rồi. Còn những cái này là chị không được lãi đâu, chỉ được thôi. Bớt tí lên đi chị, 700 đắt quá. Không bớt được ý. Tại vì chị bớt được. Những cái đĩa này là bọn chị bán 5.000, chị lấy em có 4.000. Đấy, cái thìa này là đã 3.000, chị lấy có 2.000 rồi. Đều là bớt hết cho em rồi. Đấy. Bớt 50.000 lên đi chị. Không bớt được. Không thể bớt được. 700 là chị để cho em thôi. Thôi em làm thế thiện thì chị bớt đi, bớt một tí đấy đi. Đấy là chị bớt hết rồi đấy, còn không là chị còn tính lấy cho.
là tất cả là 700 rồi chị. 700, tại vì những cái này là chị bán là chỉ được lại ít thôi. Nếu mà chị không bớt nữa thì thôi ạ. Dạ, quý cô bác ơi, mình với anh gửi ra đây mua đồ thì tất cả là hết 700 nhá. Thì là mình sẽ gửi tiền cho chị bán hàng. Chị ơi, đây là 700 nhá. Thì là mình cũng đã đưa tiền cho chị bán hàng rồi. Thì là anh em mình sẽ phải đi lên trên cửa hàng khác để mà mua hai thùng mình tôn cho anh Lử nữa. Quý cô bác ơi, hiện tại thì anh em mình sẽ lấy 3 thùng mì tôm này nhá. 3 thùng mì này là 300.000. Chị ơi 300.000 nhỉ chị nhỉ? 3 thùng mì Hà Hảo này là rất là ngon nhá. Thì là mỗi thùng là 100.000. Thì mình sẽ mua cho anh Lử nữa. Thì xin cảm ơn anh chị giấu tên ở bên Mỹ rất là nhiều, đã thương gia đình và gửi tiền về cho mình để mua đồ dùng cho gia đình nhé. Thì cảm ơn rất là nhiều nhé. Đây là 300.000 nha, mình sẽ đưa cho chị bán hàng. Chị ơi em gửi tiền. Còn lấy thêm gì không em? Em hôm nay thế thôi ạ. Ừ. Hôm sau nếu mà có hộ gia đình nào mà ra mua hàng thì em sẽ vào ủng hộ chị. Ừ, có gì để ủng hộ chị. Quý cô bác ơi, hiện tại thì anh em mình cũng đã mua hết đồ nhá. Đây là 3 thùng mì tôn. Thì bây giờ là anh Lử với mình sẽ đi về nhà nhá. Anh chị ơi, anh chị thì cũng không nói ra tên ấy, thì là cũng giấu tên rồi thì em cũng không nói anh tên của anh chị ra, nhưng mà anh Lử thì có đôi lời muốn gửi đến cảm ơn anh chị ạ. Thế Lử một lúa chỉ mất hải rồi khi hết tiền rồi sơ xây đồ nên ở đủ lo nhau của thế chẳng được cả thế thế cho nên họ sáng tiếp một phút đó trên này bên vô cho này cháu rồi đó có tiền để cho lo sơ xây cho nên của cháu đó họ. Anh chị ơi, anh nhà Lử thì không biết là tiền phổ thông nhá. Là anh Lử cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn anh chị vì anh chị ở đất nước rất là xa nhưng mà vẫn gửi tiền về để anh Lử mua đồ sinh hoạt trong gia đình. Anh Lử cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Thì bây giờ thì cũng mua đồ cho anh Lử hết rồi thì anh Lử và mình sẽ đi về nhá. Sẽ đưa anh Lử đi về nên là bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo của mình ạ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Chúc anh chị sức khỏe ạ.